chân ngôn làm sạch ngoại cảnh, án làm có hạn, 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 làm có hạn. Chân ngôn làm sạch thân miệng ý, án ta phà bà phà thuật đà ta phà đạt ma ta phà bà phà thuật đồ ham. Án ta phà bà phà thuật đà ta phà đạt ma ta phà bà phà thuật đồ ham. Án ta phà bà phà thuật đà ta phà đạt ma ta phà bà phà thuật đồ ham. Tâm thành dẫn hương giới, hương định và hương huệ cùng với hương giải thoát, hương giải thoát tri kiến. Nguyện năm thức hương này kết thành môn đài mây màu chói sáng rực rỡ, cúng dường mười phương Phật cùng tất cả tôn pháp thánh thải thánh hiền tăng y tánh, làm Phật sự độ khắp cả chúng sanh, đều phát tâm Bồ Đề thoát bỏ muôn vọng niệm, chứng nên đạo vô thường. Nam mô cúng dường Bồ Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát mai hai tạng. Này đệ tử chúng con, tề tựu trước điện Phật, nguyện thành tâm sám hối, mong sao tất cả tội đã tạo từ vô thí cho tham dục ngu si được nhờ lượng từ bi của các bậc đại giác, mà tiêu tan tất cả nguyện cho khắp chúng sanh đắm chìm trong ba cõi, nhờ công đức sám hối được hoàn toàn thoát khỏi nguyện âm siêu dương thai, chúng sinh khắp pháp giới hữu tình và vô tình đều lên ngôi chánh giác. Đấng pháp vương vô thượng, ba cõi chẳng ai bằng thầy, dạy khắp trời người cha lành chung bốn loài. Quy tròn một niệm dứt sạch nghiệp, ba kỳ xứng dương cùng tán thán, ức kiếp không cùng tầng. Phật chúng sanh tâm thượng rộng lặng đào cảm thông, không thể nghĩ bàn lưỡi để cho vi đạo tràng, mười phương phân bao hào quang sáng ngời, trương bao tòa thân con ánh hiện, cúi đầu xin thề nguyện quy. Chi tâm đảnh lễ Nam mô tận hư không biến pháp giới, quá hiện vị lai thâm phương chư Phật tôn pháp hiền thánh tăng thương trụ tam bảo.
đảnh lễ Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đương lai hạ sanh Di Lặc Tôn Phật Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Đại Hạnh Vô Hiền Bồ Tát Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát Linh Sơn Hội Thường Phật Bồ Tát. Chi Tâm Đảnh Lễ Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam Mô Na Ra Cân Trì Hê Ni Ma Ha Bàn Đa Sa Mê Tăng Bà Tha Đầu Vua Bằng A Thề Dựng Tăng Bà Tăng Đa Na Ma Bà Già Ma Phạn Đăng Đâu Đăng Địa Tăng A Bà Lô Hê Lô Tha Đê Ca Đa Đê Di Hê Ni Ma Bồ Đề Tăng Đó Tăng Bà Tăng Bà Dựng câu lô câu lô kiến mong đồ lô đồ lô phạn xà gia đế ma phạn xà gia đế đà ra ni ri ni không phạn ra gia gia ra gia ra mà phạn ma ra mùng đế lệ hệ gì hệ thân na ra sâm phạn ra xá lời phà sa phà sâm phạn xá gia hô lô ma ra hô lô hê rì ta ra tất cả rì tấn rì tô rô bồ đề gia bồ đề gia bồ đà gia bồ đà gia di đế rì gia na ra cân trì đi rì sắc ni na ba gia ma na ta ba tăng đa già ta bà ma tăng đa già ta bà tăng đa du nghe tăng bà ra già ta bà na ra cấn trì ta bà ma ra na ra ta bà tất ra tăng a mùng khư gia ta bà ma tăng đa già ta bà giả kiết ra tấn đà giả ta bà ba đà ma kia tấn đà giả ta bà
chàng về ra dạ ta bà. Ma bà lời thăng ý ra dạ ta bà, nam mô hắn ra đắng na đa ra dạ dạ nam mô a rì dạ bà lo kia đề tướng bàn ra dạ ta bà. An tất điện đô mạng ra ra bàn đà dạ ta bà. An tân điện đô mạng đa ra bằng đà dạ ta bà. An tất điện đô mạng đa ra bằng đà dạ ta bà. Kinh lại Đức Thế Tôn quy các phần đà. Đại nguyện trì sám nước từ bi, trên trả bốn ân nặng, dưới giúp ba đường khổ. Nguyện những ai thấy nghe liền phát tâm Bồ Đề, tấn hành hạnh trí huệ, tâm hợp mọi phương đứng. Báo thân này kết thúc, cùng sinh về cực ai lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật pháp cao sâu rất nhiệm màu, trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu. Nay con nghe biết chuyên trì tụng, nguyện rõ như lai thiệt nghĩa màu. Khởi đầu vẫn dụng khai kinh, đạo tràng sám hối nương lành từ bi. Ba đời chư Phật chứng tri, con đem tính mạng quy y Phật Đà. Nam mô quá khứ tỳ bà thi Phật. Nam mô thị khí Phật. Nam mô tỳ xá phụ Phật. Nam mô Tô Lưu Tôn Phật. Nam mô Câu Na Hàm Mâu Ni Phật. Nam mô Ca Diếp Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đương Lại Di Lặc Tôn Phật. Ba đời chư Phật thương tình, trái ban cam lộ nước lành từ bi, cho con rửa sạch nghiệp đi. Làm người ai chẳng nhiều khi lỗi lầm, mà vô minh che lấp tâm thần, suy mê buông thả tham sân não
phiền. Không tin Tam Bảo ở trên, không hiểu cha mẹ hai bên họ hàng. Tuổi sanh phong túng ngang tàn, đam mê tài sắc hoang đàn ăn chơi. Người xấu chẳng biết xa rời, hôm bè kết đàn phá nơi an hòa. Sáng sanh trộm cắp dâm tà, làm toàn tội ác không tha tội nào. Nay xin chư Phật trên cao chứng tri, con nguyện y vào lời ngay. Bao nhiêu tội lỗi xưa nay, hiện tại quá khứ từ rày ăn năn. Dù qua muôn vạn khó khăn, con xin sám hối hoàn toàn tự tâm. Mà sám bao tội ác lỗi lầm, mà nếu còn chưa phạm quyết tâm chẳng làm. Nguyện xin chư Phật Thánh Phàm, nguyện chư Bồ Tát cùng hàng thiên vương, thiên long bát bộ mười phương, khắp trong phàm giới tận tương lòng con. Con nguyện một giả sắc son, đế đầu kính lại chư tôn các ngài. Nam mô Tỳ lô giá na Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Nam mô Di Lặc Phật. Nam mô Long Chúng Thượng Tôn Vương Phật. Nam mô Long Tự Tại Vương Phật. Nam mô Bảo Thắng Phật. Nam mô Giác Hoa Định Tự Tại Vương Phật. Nam mô Ca Sa Tràng Phật. Nam mô Sư Tử Hống Phật. Nam mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát. Nam mô Đại Trang Nghiêm Bồ Tát. Nam
Nội
tâm mà có đường giải thoát mê lầm chúng sanh. Lời vàng Phật dạy trong kinh ba chương phải việc tu hành mới nên ăn năn sám hối cần chuyên thề tiêu ba chướng đoạn phiền trần lao. Việc ba chướng cận ly hào sáu giác mười nghiệm trần lao sanh dần bốn ngàn tam vạn khổ luân cũng nhờ sám hối được phần tịnh thanh. Con nguyện trì tụng pháp lành nam mô chư Phật đồng thanh hộ trì nam mô cầu sám hối Bồ Tát ngài nam mô cầu sám hối Bồ Tát 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 nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Cùng vì những lý do trên hôm nay đệ tử thể nguyện thành tâm sám bằng tất cả tinh thần tất cả mạng sống bãi tâm vương bờ món là hổ thẹn nghiệp dư con cùng với Phật khi xưa môn hàng mà nay Phật đã thành toàn đã thành vô thượng trong hàng thánh nhân con còn đắm đuối hồng trần còn đang chìm nổi bao lần tử sanh tu hành chẳng thấy mối manh con đường giải thoát tội tình còn nguyên thật đang sâu hổ ưu phiền thế mà chẳng thèm huyên thuyên nói cười hay là sợ hãi ngập trời cùng loài phàm tục sống đời vô thiên anh chẳng về tội lỗi triền miên chánh xa địa ngục xa nghiền khảo tra xúc sanh quỷ đói ăn mà đắm chìm muôn kiếp thật là sợ thay ba là chán ghét thân này luân hồi sanh tử tra vai nghiêm trần hãy xem sông chết xoay vần vô thường vô ngã thật chân chỗ nào khổ đau tám thứ nấu xào sớm còn tối mất khác nào phù vân toàn thân chẳng khác uế phần chẳng gì trong sạch chẳng phần thành cao mà chưa chan bỏ hay sao là người có trí lẽ nào không hay
bốn là giọng mạnh không tày, tu hành tinh tấn mong ngày thành công, tụng kinh học pháp một lòng theo gương đại giá, không mong an nhàn Phật thân chẳng thể nghĩ bàn, do vô lượng phước muôn vàng huệ sinh anh. Sáu ba la mật chuyên tinh, ba mươi bảy phẩm tu hành trợ duyên, thực hành từng phút chẳng quên, cầu nhất thế trí bổn nguyên hữu tình. Năm tâm phân biệt chẳng sinh, oán thân bình đẳng người mình không hay, xưa nay đã tạo nghiệp sai, cho nên vướng mắc hình hài phàm phu anh. Khổ đau đài đoa nghìn thu, gây bao tội ác oán thù triền miên, nay xin xóa bỏ ưu phiền, thân thù hai ngã con nguyện chẳng vướng anh. Sáu là ơn Phật to tường, xưa kia Phật cũng trong đường trầm luân, sám giác ngộ khổ hồng trần, phán tâm bố thí tay chân đầu mình, cho luôn vợ đẹp con xin, bảy thứ trần bao quốc thành chẳng vương, cũng vì hai chữ tình thương, sáu năm khổ hạnh chỉ đường chúng sanh. Muốn cho thế giới yên lành, muốn cho nhân loại hoàn thành Phật tâm, làm sao bao nỗi Phật ân, vá khiên dấu nặng hạ ngần ai chi ân. Thân tâm muôn kiếm bỏ đi, cũng không báo nỗi ân vì chúng sanh, để đem chánh pháp diệu tinh, trải vô lượng khổ pháp lành nói ra. Nay con báo đức Phật đã, một đời xin nguyện thiết tha tu hành, mong sao đạo cả viên thành, hộ trì tam bảo pháp lành truyền sang. Đại thừa chánh pháp tuyên ra, đưa nhân loại thoát ta bà khổ đau, tỳ lô tánh hải cũng vào, ấy là ơn Phật thâm sau bao đền. Bảy là quán sát tội khiên, tội do đâu tới triền miên chất chồng, tánh chân muôn sự đều không, chỉ do vọng tưởng mà lòng cảm chiếu anh. Do nhân duyên tạo mọi điều, phát sinh tội lỗi gây nhiều trái oan, lời kinh Phật dạy rõ ràng, bao nhiêu nghiệp tội của hàng chúng sanh, nhân duyên thác loạn mà sanh, nhân duyên đoạn diệt tội tình hoàn không, tâm tội vốn chẳng ở trong, lại chẳng ở giữa cũng không ở ngoài. Thực hành diệu pháp không hay, bao nhiêu tội lỗi trong ngoài sanh trơn, ăn năn sám hối không sờn, tu tâm dưỡng tánh lòng con chỉ thành. Cầu xin chư Phật thương tình, ra ơn cứu độ tâm thành quy. Nam mô Đông Phương Súc Bệ Phật.
Nam mô Hóa Quang Phật. Nam mô Linh Mục Phật. Nam mô Bồ Phật. Nam mô Bất Khả Tư Nghị Phật. Nam mô Đăng Vương Phật. Nam mô Quang Minh Trang Nghiêm Phật. Nam mô Đại Thắng Phật. Nam mô Thành Tựu Đại Sư Phật. Nam mô Thập Kiến Phật. Nam mô Kiến Vương Hoa Phật. Bài tâm vượt bậc tu trì, lại cần tưởng nhớ ba thì mười phương chư Phật cùng thánh hiền tăng dẫm đầu năm lễ trải bằng ruộng gan. Tâm thành sám hối khóc than trong lòng hổ thẹn ngập tràn bớn nhớ, chí thành quan sát tội xưa quyết tâm từ bỏ mỗi giờ phút qua. Xa chi vui sướng ta bà công tu khổ nhọc chẳng ra tuồng gì. Nam mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo. Nam mô Tận Hư Không Khắp Pháp Giới Hóa Hiện Vị Lai Tất Cả Mười Phương Phần. Nam mô Tận Hư Không Khắp Pháp Giới Hóa Hiện Vị Lai Tất Cả Mười Phương Pháp. Nam mô Tận Hư Không Khắp Pháp Giới Hóa Hiện Vị Lai Tất Cả Mười Phương Tăng. Huống chi mạng sống vô tri như đường trường gió trường kỳ lung lay, thở ra chẳng hít vào thai, tâm thần tự đại cũng tài đất trôi. Quả báo khóc liệt tam đồ, một mình chịu ai lo mình, tiền tài sự nghiệp linh đình cũng không thể đổi tôi tình đã mang. Ăn năn tội lỗi rạng ràng, tâm luôn cảnh giác vô thường đến ấy mau. Thank you.
Nam Mô Nam Phương Phổ Mạng Phật. Nam Mô Ai Vương Phật. Nam Mô Trụ Trì Tất Hành Phật. Nam Mô Hạt Huệ Phật. Nam Mô Xưng Thinh Phật. Nam Mô Bất Yểm Kiến Thân Phật. Nam Mô Sư Tử Thân Phật. Nam Mô Bất Không Kiến Phật. Nam Mô Khởi Hành Phật. Nam Mô Nhật Thiết Hạnh Thanh Tịnh Phật. Nam Mô Trang Niệm Vương Phật. Nam Mô Đại Sơn Vương Phật. Chớ nên ngu dại tự hào ở trong đời, hiện tại ta nào làm sai, cần chi sám tội với ai, cần chi tu sửa an bài tại thiên, biết đâu tội lỗi oan thiên, đã từ muôn kiếp liên miên tạo thành. Chẳng nghe Phật dạy trong kinh, động chân cất bước đã thành nghiệp oan, nghiệp xưa chờ sẵn không tan, đủ duyên kết quả kêu than ít gì. Tham lam sân hận ngu si, đã không cảnh giác tội thì càng sâu, giấu ai giấu được mình đâu, càng ham che giấu tội sâu càng nhiều. Nhận mình tội lỗi đủ điều, Phật cùng Bồ Tát cũng đều chứng minh, chư tôn hiền thanh hiển linh, chỉ đường sám hối tội tình đường tiêu. Nguyên nhân tội lỗi bao nhiêu, cũng vì chẳng rõ đắng điều dấu che, nay còn phát một lời thề, không còn che giấu u mê lỗi lầm. Chư Phật Bồ Tát từ tâm mà gia trì con quyết đoạn mầm tử sanh. Nam Mô Tây Phương Vô Lượng Thọ Phật. Nam Mô Sư Tử Phật. Nam Mô Hương Tích Vương Phật.
Nam mô Hương Thủ Phật. Nam mô Phật Tăng Hải Phật. Nam mô Không Tạng Phật. Nam mô Bảo Tràng Phật. Nam mô Thanh Tịnh Nhãn Phật. Nam mô Lạc Trang Nghiêm Phật. Nam mô Bảo Sơn Phật. Nam mô Quảng Vương Phật. Nam mô Nguyệt Xuất Quang Phật. Trong kinh lời Phật rành rành, không trừ ba chướng tội tình luân lưu, một là phiền não chẳng tiêu, hai là ác nghiệp muôn điều khổ đau, ba là khổ báo trước sau, ba điều chướng ngại nương nhau tạo thành. Vì phiền não ác nghiệp sinh, lại vì ác nghiệp bao hành khổ đau ơi. Nay con đã hiểu nghĩa màu, chí thành sám hối đề đầu kính tin. Nam mô Bắc Phương Nàng Thắng Phật. Nam mô Nguyệt Quang Phật. Nam mô Chiên Đàn Phật. Nam mô Tự Tại Phật. Nam mô Kim Sắc Vương Phật. Nam mô Nguyệt Sắc Chiên Đàn Phật. Nam mô Phổ Nhãn Kiến Phật. Nam mô Phổ Chiếu Nhãn Kiến Phật. Nam mô Luân Thủ Phật. Nam mô Vô Cấu Phật. Đề đầu sám hối phận tiền, ăn năn ý nghiệp liên miên ta thành, nghiệp thân nghiệp miệng cũng đành, tùy theo nghiệp ý mà hành động theo ai. Ý gieo ma độc hiểm nghèo, tham lam sân hận còn đều si mê. Chính vì ngu tối lệ thế tin
theo tà kiến say mê sâu trần. Trong kinh lời Phật ân cần chỉ bài nẻo ác do nhân tự trồng. Tham sân si độc trùng trùng xa vào địa ngục chẳng hồng thoát ra. Súc sanh ngạ quỷ cũng là do ba độc ấy có mà đổi thay. Dù cho trở lại có ngày làm người cũng phải mang hoài nghiệm xưa. Sơ môn đời còn bao quả bao tài trời cũng vì ý nghiệp tơi bời khổ đau. Con này chỉ thiết khấn cầu Phật tiền con lại dập mà đầu ăn ấy năn. Nam mô Đông Nam Phương Trì Địa Phật. Nam mô Tự Tại Phật. Nam mô Pháp Tự Tại Phật. Nam mô Pháp Huệ Phật. Nam mô Thường Lạc Phật. Nam mô Thiện Tư Duy Phật. Nam mô Thiện Trụ Phật. Nam dập đầu sám hối nghiệm căn đều do ý tạo vô vàn nghiệp nhân. Chư Phật Bồ Tát ân cần cùng chư thánh chúng tự thành đã từng chỉ giải đành rành bằng nhiều phương tiện thực hành tiến tu. Phải coi phiền não như thù vì phiền não nhập che mù tuệ căn. Nó thường gây những khó khăn chẳng cho hạt giống thiện tâm phát hành. Não phiền như nước lũ nhanh cuốn phân mọi hạt giống lành thế gian. Khiến ta thông khổ gian nan đắm trong sinh tử muôn vàng khổ đau. Não phiền chẳng chịch với nhau như vòng xích sắt khóa cầu liễu sanh. Không cho ai thoát ngục hình, không cho ai khỏi tứ sinh luân hồi. Vì dòng nhân quả đời đời ra và sao nếu không nơi quay về. Không đường ra khỏi bến mê, nay con lợi dụng cần kề chữ con giúp con gội rửa tâm hồn. Một lòng vận dụng pháp môn nhiệm màu, con xin một giả khẩn cầu tiếng tâm tăng trưởng ân sâu Phật Đà. Nam mô Tây Nam Phương Na La Diên Phật.
Nam mô Long Vương Đức Phật. Nam mô Bảo Thịnh Phật. Nam mô Nam mô Nhân Vương Phật. Nam mô Diệu Thịnh Phật. Nam mô Hạng Tuệ Phật. Nam mô Diệu Hương Hoa Phật. Nam mô Thiện Vương Phật. Nam mô Thường Thanh Tịnh Nhãn Phật. Kể từ vô thủy ra vào trôi lăn sao cõi hằng hà khổ đau, tưởng mình tâm thức thanh cao, biết đâu ngu dại xa vào bẫy mai. Hoặc núi ba độc trong nhà, hoặc về ba lầu sanh ra nỗi này, hoặc do ba khổ đọa đày, hoặc do ba hữu mà bài oán khiên. Để cho phiền não nổi lên, tạo ra vô lượng vô biên tội tình, nay còn xấu hổ tự trình, cầu mong sám hối tội mình từ xưa. Kể từ vô thủy đến giờ, hoặc theo bốn trụ, hoặc thừa bốn lưu, hoặc do bốn thủ mà chiếu, hoặc dùng bốn chấp, hoặc chiều bốn duyên, hoặc do bốn đại gây nên, hoặc do bốn phước bốn triền bốn tham, việc lành chẳng nhẫn chịu làm, mặc cho phiền não gieo mầm tử sinh. Vô biên vô lượng tội tình, chúng sinh sáu đạo ngục hình tử giam, ngày nay phát lộ quý tam, mà cầu xin sám hối mong làm thiện nhân. Ngày kể từ vô thủy chẳng phân, hoàng gió năm trú xoay vần trong tay, hoàng gió năm cái mà ra, hoàng gió năm kiến, hoặc là năm sang, năm tâm phiền não dân tràn, cam lòng chịu khổ gian nan trọn đời. Con xin sám hối mỗi thời, ngày đêm tinh tấn chẳng rời ăn năn, hoặc do mê muội sáu căn, hoặc do sao thức tâm thần đảo điên, hoặc do sao tưởng mà nên, hoặc do sao thọ lụy liền sao hành, hoặc do sao ái hoành hành, sao nghi để khổ tranh giành nổi lên, thật là thông khổ vô biên. Con xin sám hối não phiền đã cảm ơn, hoặc do bảy lậu khó khăn, hoặc do bảy sự
đầy nghiệp oan à hoàng do tám khổ nấu hầm. Mà phiền não hải ngấm ngầm chúng sanh, còn xin sám hối chi thành, cầu xin chư Phật ý tình ngu si, hoặc do chính não tràn trề, hoặc do chính kiết mê mê tỉnh phàm, chính duyên chẳng chịu thiếu phần, hoặc do mười nghiệp không phân nghiêm nào. Mười một biên sự câu cao, mười hai thứ nhập nắng nhào tử sinh, mười sao trì kiên tung hoành, mười tám thứ giới ngũ hình bao la, hai mươi lăm ngã trần xa, sáu mươi hai kiến toàn là nghiệp nhân, tám mươi tám sự hoặc tâm, cộng thêm mười sự trong tầm hoặc tư. Một trăm lẻ tám có dư, phiền não bùng cháy đốn trừ tâm can, mở toan cửa ngõ cho mọi tâm sâu rộng đàn nhập tâm, mà ta hoài ta phúc âm thầm, hải hàng hiền thánh phá ngầm chúng sanh. Khâm trọng tam giới hữu tình, không sao tránh khỏi khổ sinh ngâm tràn, cầu xin chư Phật rải ban từ bi cứu độ muôn vàng tội xương. Phá tầm sám hối mong nhờ, mười phương tam bảo dẫn đưa về. Nam mô Tây Bắc Phương Nguyệt Quang Diệm Phật. Nam mô Nguyệt Quang Phật. Nam mô Nguyệt Tràng Phật. Nam mô Giống Mạnh Phật. Nam mô Nhật Quang Diện Phật. Nam mô Nhật Tạng Phật. Nam mô Nhật Quang Trang Nghiêm Phật. Nam mô Hoa Thân Phật. Nam mô Ba Đầu Ma Nam mô Ba Đầu Ma Tu Phật. Nam mô Sư Tử Thinh Vương Phật. Nam mô Thiện Trụ Nguyện nhờ công đức cao dày, phá môn sám hối đêm ngày hằng chuyên, ăn năn ba số não phiền, cho con ba nguyện hiến nhiên đang thành. Sáng soi ba tuệ ba minh, ba khổ cũng diệt tâm hành sạch trong, não phiền bốn số trong lòng.
lòng nhờ công sám hối thầy cùng tiêu tan nên. Bốn vô lượng bốn tín tâm mà ác duyên thống khổ không cần sợ chi nhân duyên nằm số đồng thì siêu thoát năm đạo hộ trì năm căn nên. Năm phần năm mắt như băng đời đời kiếp kiếm chẳng hằng dính nhớ thần thông sao thứ có dư sao trần chẳng thể làm mờ trăng sao anh sao bà la mật hạnh cao sao thứ nhiều hạnh lúc nào cũng thanh nhiễm mơ chẳng vương trên mình nhờ ơn cam lộ nước lành từ bi nguyên nhân bài số trở đi cho đến mười số tức thì tiêu tan anh ngồi hoa thanh tịnh yên bàn tám công đứng thủy quay màn lưỡi xanh mười vị cũng viên thành đoạn trừ chín đô thực hành chín phen nguyên nhân mười một trở lên mười hai mười tám nhân phiền não tiêu nhằm vào thể tánh cao siêu tánh không lý giải muôn điều đều thông minh bánh xe chánh phá chuyển vòng ngự tòa tử tại trong lòng tỉnh thanh mười tám bất công hoàn thành vô lượng công đức sẵn dành độ tha nguyện dù ở tại ta bà cũng không thôi chuyển tà ma phục hàng nguyện lòng kính mười phương chí thành lễ lại cung dường chư tôn nam mô tỳ lô gia na phật nam mô bổn sư thích ca Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Di Lặc Phật. Nam mô Long Chưởng Thượng Tôn Vương Phật. Nam mô Long Tự Tại Vương Phật. Nam mô Bảo Thân Phật. Nam mô Giác Hoa Định Tự Tại Vương Phật. Nam mô Ca Sa Tràng Phật. Nam mô Sư Tử Hồng Phật. Nam mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát. Nam mô Đại
trong thời quang tương
thiên thai. Quán thân trong cõi ta bà, cố tình tham luyến mãi mà đường sao ai, một mai hơi thở không vào, bốn đại tan rã khi nào phục hồi, nếu không gặp Phật ra đời, cùng chư hiền thánh hết lời bảo ban. Mà nghe bạn hữu hoang đàn, nướng sâu đàn hiểm hố hang, bước vào lỗi lầm tạo tới chừng nào, luân hồi muôn kiếp đã vào khó ra. Thứ hai tự nghĩ đời ta, tuy gặp Phật Pháp nhưng mà uổng thay, chẳng từng biến trong hàng ngày, ý lời phân dạy mà dạy công tu. Mong ngài thoát khỏi ngục tù, nói dòng huế mãn công phu chân truyền, lại còn che giấu phận hèn, nghênh ngang ngoài mặt chẳng phiền chẳng lo. Chậm chân đã lỡ chuyến đò, còn đâu dám nhận là ngu nhất đời. Lẽ đâu hiền thánh Phật trời, chẳng hay chẳng biết ba thời tôi xưa. Ngu si mà cũng dại khờ, con xin sám hối trong nhờ lưỡng trên. Chư Phật Bồ Tát thanh hiền, con xin đánh lễ nghiệp duyên sám trừ. Nam mô Hạ Phương Thật Hành Phật. Nam mô Nam mô Hằng Tuệ Phật. Nam mô Kiên Cố Vương Phật. Nam mô Kim Cang Tuệ Phật. Nam mô Sư Tử Phật. Nam mô Phân Tâm Phật. Nam mô Như Thật Trụ Phật. Nam mô Thành Công Đức Phật. Nam mô Công Đức Đắc Phật. Nam mô Thiện An Lạc Phật. Nam mô Thiên Kim Cang Phật. Lại xin sám hối phần tiền, ăn năn tội lỗi tạo trên dương trần, sở khi địa ngục xa chân, bán ghi tội phước muôn phần chẳng sai. Đầu trâu mặn ngựa ra oai, còng đầu theo nghị văn này ít chi, diêm vương mặt
sắc thị uy hoàng gia trái chủ nợ gì tâu lên. Kẻ thưa đời trước oán khiên sát sanh nâu nương chân chiên làm mồi. Người thưa thuở trước tên đời giả mang chim đoạt hết tài vật tài. Kẻ thưa thân quyến toàn cha nhà tan cửa nát chẳng tha mạng người. Ngày nay nó đã hết thời thừa cơ báo oán kêu trời chẳng dung minh. Chứng nhân kéo tới trùng trùng oán kia chồng chất khó lòng kêu oán. Đã nói rõ ràng pháp nơi địa ngục chẳng oan uổng gì. Bình sinh tạo tội quên đi đến khi sống chết nghiệm gì cũng ra. Tức thì địa ngục phải xa oan oan tương báo rất là phần minh anh. Chiêm vương nội trận lối đền phóng tới hà chỉ gia hình trả hoang. Dẫu vô lượng kim than vàng cũng không thoát cảnh cửa bàn chế xương anh. Người thân cũng chẳng dám đương mình làm mình chịu dễ nhường cho ai. Sai sớm cầu sám hối nhẹ vài ba phân anh. Vô thường ấm tới bấn thần hối than chẳng kiếm muôn phần uổng công. Này còn sám tự đáy lòng khẩn cầu Phật thanh thay động chứng minh. Ăn năn hết mọi tội tình cúi đầu con lại tâm thành kính dân. Nam mô thượng phương vô lượng thân Phật. Nam mô văn vương Phật. Nam mô công đức Phật. Nam mô vô lượng danh xưng Phật. Nam mô văn thần vương Phật. Nam mô đại công đức Phật. Nam mô đại tu di Phật. Nam mô hàng phục ma vương Phật. Kể từ vô thị đến nay vô minh che lấp nghiệp dày đã cam. Tùy theo tính chất việc làm đã gây đủ mọi lỗi lầm oan khiến. Hiện tại quá khứ vô biên đam mê vật chất do phiền não tham giận hờn phát tác nghiệp sân vô minh nên tạo vô ngần nghiệp sĩ. Từ cao ngài
chẳng cần tính toán. Trăm ngà tâm tánh hung hăng, ngà luôn tranh phần thân chẳng nhường nhìn ai ơi. U mê suốt cả ba đời, chấp thường chấp đoạn chấp nơi tín cuồng. Kiến thủ giới thủ chẳng buông, não thân tan nghiệp vọng cuồng đảo điên. Đời con đã lắm não phiền, nay xin sám hối thánh hiền chư tôn. Con nguyện chẳng dám mỏi mòn, để đào sám hối sắc son chỉ thành. Nam mô Vị Lai Phổ Hiền Phật. Nam mô Di Lặc Phật. Nam mô Nam mô Đất Đại Thế Chí Phật. Nam mô Hư Không Tạng Phật. Nam mô Vô Cấu Xưng Phật. Nam mô Thành Tựu Nghĩa Phật. Nam mô Thật Thân Phật. Nam mô Đại Hải Phật. Nam mô Vô Tận Ý Phật. Đế đạo sám lại hồng danh, xin chư Phật chứng lòng thành của con. Tâm lòng tha thiết sắc son, não phiền sâu nặng chói mòn tâm can. Sám trừ phiền não lẫn sang, sám tiêu phong dần, sám tan biển lười, sám cho trí giác kịp thời, sám trừ ngũ muội ta người chẳng phân. Sám không dối trá dữ dằn, sám tàn lửa cháy nung hầm nội tâm. Sám buông lòng ngậm oán hờn, sám trừ công kích tranh hơn với người. Sám chấp hình tướng bên ngoài, sám lòng tham loạn mười hai duyên trần. Sám cho trọn vẹn mười phần, khổ bao tam giới chỉ tâm sám hoài. Não phiền tác hại mọi loài, ăn năn sám hối không phai nhãn lòng. Dập đầu lại đấng chi công, lại chư hiền thanh rũ lòng chứng tri. Nam mô Thiên Kim Cang Nam mô Vô Cấu Quang Phật.
Nam mô Lạng Trang Nghiêm Di Tự Duy Phật. Nam mô Vô Cấu Nguyện Tràng Sinh Phật. Nam mô Nam mô Hòa Quang Phật. Nam mô Bảo Tượng Phật. Nam mô Bồ Ý Quang Phật. Nam mô Viện Lý Chư Uy Kinh Bồ Phật. Nam mô Sư Tử Phấn Tân Lực Phật. Nam mô Kim Quang Minh Vương Phật. Bốn đại như rắn trong nhà, năm uẩn xem kỳ thực là thù chúng. Sáu nhập thực chất rộng không, ái dục chân kháng vật trong vật ngoài. Cần tu bát chánh không này, cần tu đến chỗ vô sai niết bàn. Phẩm an toàn mười ba la mật nhẫn cam tu hành. Tu thân miệng ý tịnh thanh, tâm thành phát nguyện lời lành kính dâng. Chỉ tâm đảnh lễ ba lần, ba ngôi tam bảo tinh cần quy y. Tâm quỷ tận không khắp pháp giới, qua hiền vị lai chư Phật thường trú mười phương. Chí tâm quỷ tận không khắp pháp giới, tôn pháp thường trú mười phương. Tâm quỳ tận hư không khắp pháp giới, quá hiền vị lai chư hiền thánh tăng thường trú mười phương. Bể ái dục sống ngàn trùng, mà đại dương khổ xa vời, cần cầu giải thoát luân hồi. Niệm Di Đà Phật thời thời tinh chuyên. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A
Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Chúng con trì niệm danh hiệu chân thật đầy đủ công đức của Phật Di Đà, xin Phật từ bi nhiếm thọ chúng con. Chứng minh chúng con sám hối phán nguyện, bao nhiêu ác nghiệp chúng con đã làm mà đều bởi vô thị những tham sân si động thân miệng ý mà phát sanh ra. Ngày nay chúng con xin sám hối cả nguyện cầu chúng con trong lúc gần chết khỏi có tất cả mọi thứ trở ngại, trực tiếp nhìn thấy Đức Phật Di Đà. Từng khả vãng sanh thế giới cực là bao nhiêu thiện căn do chúng con làm, bao gồm pháp hạnh sám hối hôm nay đều đem hồi hướng hết thảy chúng sanh. Nguyện cầu pháp giới hết thảy chúng sanh cùng đưa vãng sanh thế giới. Bán nhà ba la mật đa tâm kinh, quán tư tài quán sau bằng nhã. Ngài thấy rằng tất cả là không, năm uẩn cũng thế một dòng mà là không, nên vượt khỏi vòng khổ đau. Xa lời tự pháp sâu tin chẳng, sắc là không không sắc chẳng hai. Này xa lời tự nghe đây, bốn nguyên cả pháp xưa đầy tướng không, vì không tướng nên không sanh diệt. Cũng chẳng tăng chẳng thiệt mây nào, chẳng nhớ chẳng sanh tơ hào. Ở trong không đó pháp nào cũng không, đã không sanh lại không cả thọ tưởng
làm lại có hay sao? Mắng tai mũi lưỡi thật đau, không thân không ý dễ giàu thức sanh, cũng chẳng có sanh thành hương vị, xúc pháp kia cũng chỉ giả thôi. Nhãn giới đã chẳng có rồi, đến ý thân giới tham ôi có gì, vô minh đó là chi chẳng thấy, lẽ nào đâu vô mình đến như lão tử chẳng sanh. Mong lão tử tận thân tình luôn công, khổ tâm về đạo đồng không có trí tuệ, mong được có được chăng? Các hàng Bồ Tát vẫn hằng ngày theo Bát Nhã không ngần ngại gì, không sợ hãi viên ly điên đảo, xa lìa mộng tưởng đau niên bàn. Ba đời chư Phật thường làm mà y theo Bát Nhã nhập hàng thánh nhân. Ba la mẫn thường chân đẳng giác, ngồi tòa sen diệu giác Bồ Đề. Thế nên chú Bát Nhã kia là đại thần chú đưa về nguồn chân, là đại minh hoài thần vô thượng, là chú thần diệt chướng vô song. Hay chữ anh thai khổ không phải nên tin chắn, xóa lòng hoài nghi nên như vậy tức thì nói chủ yết đế yết đế ba la yết đế ba la tăng yết đế bồ đề ta bà yết đế yết đế ba la yết đế ba la tăng yết đế bồ đề ta bà yết đế yết đế ba la yết đế ba la tăng yết đế bồ đề ta bà. Công đức sám hối khó nghĩ lường, vô biên phương đứng nên tỏ tường. Nguyện khắp chúng sanh trong phạm giới, mau về cõi Phật thắng một đường. Duyên lành hồi hướng mau giác ngộ, văn thù phổ hiền quang năm độ. Các vị Bồ Tát nhiều vô số, đại trí bờ kia chư thiên hồn. Nguyện tiêu ba chương trừ phiền não, nguyện được trí tuệ đẳng tướng hảo. Nguyện bao tội chương sáng tiêu trừ, kiếm kiếp được theo ngôi tam bảo. Phùng nguyện nay thời đệ tử chúng con tề tửu trước điện Phật, thành tâm sám hối pháp sám nước từ bi, nguyện xin được tiêu trừ các tội lỗi, hoặc tiền kiếp oan trái, hoặc nhiều kiếp oan thù, hoặc phạm các điều giới cấm, hoặc sát hại mạng chúng sanh, hoặc tạo thân ba nghiệp tội miệng, bốn nghiệp ác ý, ba nghiệp xấu lầm, làm điều quay gây các tội